Vâng, em xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em đã điện lên tổng đài của Zalo và em đã biết được nguyên nhân là tại sao quý vị và các bạn không thể vào kết bạn và gửi tin nhắn cho em được. Là bởi vì tất cả các chức năng gửi lời mời kết bạn và nhận lời mời kết bạn và gửi tin nhắn từ người lạ và nhận tin nhắn từ người lạ của em đang bị tổng đài Zalo tạm khóa. Và tổng đài Zalo có thông báo với em là đến hết ngày 23 tháng 4 thì tổng đài sẽ tự động mở lại cho em. Và lúc đó quý vị và các bạn sẽ vào kết bạn và nhắn tin lại cho em bình thường được ạ. Thì thông qua video này thì em cũng mong được sự thông cảm của tất cả mọi người. Và cũng trong clip này thì em cũng thông báo luôn là cái số Zalo cũ em không xài nữa. Thì quý vị và các bạn đã lưu rồi thì quý vị và các bạn hãy xóa cái Zalo cũ của em đi. Và quý vị bỏ một chút thời gian để lưu cái số Zalo mới của em vào. Và quý vị đợi đến hết ngày 23 tháng 4 thì quý vị hãy nhắn tin kết bạn lại với em một cách bình thường được ạ. Và em kính chúc quý anh chị và các bạn xem hết video một cách vui vẻ nhé. Xin hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video kế tiếp. Thank you.